thay đạn hạ hạ. Quả thay đạn khá giống thung sơn. Một trong những khẩu MG nhẹ nhất đột kích cùng với con LTSLF hay kép. Thế nhưng mà con này sấy thì ổn định hơn là táp. Bởi vì khi mà táp thì con này dễ dàng tôi sẽ phải giật quá thằng nhái. Cô các bạn thôi rồi. Hiệu quả bây giờ này. Ui giời, tơ kìa, tơ kìa, tơ kìa. Thôi không ấy bộ. Không tốn bạn bộ. Ui giời, bay luôn. Tơ đã, ôi giời, tơ ngay đằng sau mặt và nó đi đây rồi. Chắc chả ai thèm con này đâu, nói thật. Bắp tốc độ thôi chứ cũng không có cái gì gọi là thực sự đáng để cho có một con mà còn như vậy cả. Ủa ôi thanh niên yếu thế rồi, ông không cần, ông còn không kêu, ông không có để cho nó cao nữa. Không thế, đáng quá. Ôi trời, đi sai đường rồi. Nó hơi sai. À, mình đã gặp. Mày thế, đúng vào phút cuối, đúng vào giây cuối cùng. May mà hóa kịp. À mà, mà kể cả không hóa kịp thì cũng thế thôi, bởi vì vẫn sống sót mà. Chứ có phải là chết đâu. Hell. 9, 8, 7, cổ bao. 5, 4, 3, 2, 1. Sao như nào ấy? Ê, giò mày đầu chứ. Không được. Quả làm giò mày hơi sai lầm, hơi nguy hiểm. Ôi. Không có mà lưỡi anh chứ hái vì thế. Cuốn một cái tội đấy. Rồi đó bạn ơi. Bắt cái đấy. Ui giời. Cây đó giờ chỉ có áp tạo mua thôi, thời này là TVP quá chính xác. Có lúc nào gọi là thực sự đỏ mà để ăn được con TVP thông qua cái đá zombie. Được rồi. Đá lĩnh vực zombie thì được. Ê, ê, ê. Rồi. Úi dồi ôi, thôi xong rồi, tơ thì cũng đã bị clear. Xe toang rồi, dễ zom tận này toang. Úi giời. Thanh niên này anh. Với một con dao của mình đã chảm hero thành công. Chảm hero thành công, 10 giây cuối cùng, 3v1. Vâng, và cuối cùng là Tây con Bando đã hy sinh. Vâng, chuyển sang con 6 nòng rồi. Có con Mark 10 backup cho. Không biết là nên gọi chuẩn con này là cái gì. Vẫn 6 nòng thôi. Ôi giời ơi, chưa gì đã ấy rồi. Mày qua chưa kịp đổ súng thì thằng kia chết. Dù kích hết TP rồi à? Có
Vừa nãy có một thằng cầu TP xong. Và có trước nữa có một thằng nữa nhưng mà bị bay màu commander. Thế tôi bảo rồi. Thank you.